chồng với mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng với chồng mình đi chơi hội chợ, bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà hết. Mình sẽ chơi tất cả các loại trò chơi ở trong hội chợ này luôn. Và mình sẽ quay video lại cho các bạn xem với mình nha. Các bạn đón thử coi mình sẽ chơi được bao nhiêu trò và ăn được những gì nha các bạn. Đừng bỏ lỡ video này của mình nha. Hai với quý vị những bé còn lại của nhân viên khác em hủy bỏ quý vị. Ở dòng loại này em bù lỗ quý vị luôn, hai bé được sổ nhanh sổ lẹ luôn quý vị. Phiên bản Lotto 2022 nhanh như chớp, nhanh gọn lẹ. Dòng quay nối tiếp dòng quay liên tục quý vị. Hai bé cuối về giao tay thì bé quý vị ơi. Rồi chạy ra sao luôn. Rồi 48 là con số đầu tiên quý vị ơi. Bùng 18 bốn mười tám dành dành vô chọn chọn vô mạnh vô quý nhất vậy cho bốn mười tám bốn mười tám bốn mười tám ai mua giấy thì giơ tay lên tại đâu không dơ được thì dơ chân cũng được mua đâu cũng về mua giùm mà he me cảm ơn quần sắp tay quần thùng một cái chạy ra sao luôn cảm ơn bốn mười tám bốn mười tám bốn mười tám con sức gì đang sức gì đang sốt gì đang em đang cúi đầu chờ ân huệ xin nắm bận lòng mua vé cho em kẻ chỉ cho em nhiều khổ đau lận đận suốt cuộc đời duyên đợi đành cam bốn mười tám bốn mười tám bốn mười tám gạch gạch dâu tô kia ra mười gì đang mười kia ra mười gì đang mười kia ra mười gì đang mười kia ra mười gì đang cha kế cha hiến cho người cha luôn mất môi nụ cười đã sống đời còn hư không nay gió gió bay về trời nay qua sẽ rơi về cội con ta đường nào cho ta con mười ba con mười ba con số đó thì là con số 48 và con số tiếp theo là con số 13 48 13 mới hai con ba con mình dò số tiếp người về ra ấm đi quê là mang con cá lên Sài Gòn ba cá chiên chiên quyền số 10 con số 10 quyền số 10 số kỳ là nhà em nhớ có hai bà bóng xinh xinh một thằng bóng ghen tôi một thằng bóng xinh xinh cùng nhau chơi gái gác câu hát câu trốn cần con số 9 con số 9 còn trên số con số 9 con số 9 con số 9 số gì ra số gì ra ba gì đây ba gì đây con ba gì đây còn nhớ những ngày ấy những đêm trường ra lại nhà và cha nằm ôm con rồi ngắm những cành dài 32 con 32 con 32 số gì ra ba gì đây ba gì đây con ba gì đây con ba gì đây từ lúc quen nhau chưa nói một lời nào tỏ tình ta mến nhau 36 hai gì đây hai gì đây bia bia một trái bia bia bạn trai bia ôi một cặp bia 23 năm về tiếng đàn ta lư 54 là ghé cửa hình xích lô bằng dừng xe 54 đọc dạy 54 đã có một thì ba may mắn đọc dạy có không chàng lẹ lên tiệm bọn mình vui lòng đừng xé bỏ tại bé tránh những trường hợp nghe nhầm kinh sổ mình có vé mình dò lại luôn quý vị nha 54 đọc dạy có lẽ là bao mắn của chị ba ơi. Thì chị không có tự tin chào tờ lá vé hay không chị? Đang tự nắm đường ngoài tờ điều kiện em chào chị. Nhân đội 198 nhân đội đúng ký hiệu 54 vừa điểm qua 54 có 1 48 có 2 32 32 có 3 23 23 có đủ 23, 32, 48, 54 nằm gần hàng cuối cùng 4 con hàng ngang của tờ lá vé. Bà có ra một chút xíu nghi ngờ và có mình mạnh dạng lên trên sân khấu kiểm tra lại tờ lá vé và có ban và một chiếc MC đã bỏ có ban vào lần cầu một chiếc sót và ghi lại về sau ban tổ chức của chúng em hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Ngay cái tờ bây giờ nhân viên đạo bước khắp tất cả mọi nơi chào đón mời mời anh chị mình đồng loại vẫn là đồng loại 20 ngàn một tờ lá vé và có mình lấy một phong lì xì tương đương giá trị sản phẩm 500k. Cái tờ bây giờ thương cho Sitin, thương cho bộ đồ ủng hộ 1-2 tờ vé cho nó vui. Đó mình đi chơi hội chợ, mình đầu tư, mình khò tới ngọc, tổ khóc lai ngà, ở ba góc móc
ra 20.000 đồng quý vị. Đó, mình đầu tư một tờ lá vé. Đó, cũng như quý vị đang lì xì chung cho tất cả các anh em nghệ sĩ bên trên. Những tờ lá vé quý vị ủng hộ cho vũ đoàn là quý vị đang lì xì chung cho tất cả các em nghệ sĩ bên trên sân khấu. Thay mặt cho sân khấu ca nhạc Điệp Sài Gòn cảm ơn những tình yêu mến quý vị rất nhiều. Và chim sống nhờ rừng, cá sống nhờ nước. Rồi giá ngay chủ điện luôn nha nghe. Những cái điều kiện giới hát lô tô như chúng em sống nhờ vào tình yêu thương, sự yêu mến của bà con, cô bác. Cũng như hàng đêm quý vị đến đây mua một hai tờ vé ủng hộ cho một đoàn. Ngay từ giờ ai chưa có vé giơ tay lên giùm em quý vị. Chạy qua trụ điện luôn, nhân viên bán vé đâu rồi? Chạy qua trụ điện. Rồi bên đây 20.000 đồng 500 ngàn, cô bác ơi xin mời bà con có mày đổi cho cô tập là vé tập trung ánh sáng. Lên đường. Và cái từ giờ lắm nha nghệ cùng các anh em nghệ sĩ kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn. Ai đúng quý vị? Ai tham gia công việc giơ tay lên giùm xin đi giơ tay lên. Lâm cho nghĩa đó quý vị. Em sẽ điều động nhân viên phục vụ tập lên thật tình những tờ lá vé. Không để cô bác anh chị mình chờ lâu mà mọi sức khỏe nhá. Rồi bé ngay xuống đi em ơi. Rồi thấy rồi rồi ơi. Rồi xin mời bà cô có mình thật tình tập từ trên đầu ngón tay đâu quý vị ơi. Mập tao đi số kia đi ra 20k 500k sẽ thuộc về tay thải tay ai số kia ra. Số kia ra là số kia ra số kia con số kia. Rồi khách mới cho chạy thẳng lên phía bên trên bà con cô bác ơi. Mà ghế vẫn còn rất là nhiều luôn nha. Rồi mấy chị bán nước ơi, mấy chị bán nước đẹp mấy cái ly này đi cho khách vô ngồi nè. Hả, à, đúng rồi. Rồi xin mời bà con có mình đánh cho tôi là vé bao lại tiếp theo vẫn là 20.000 đồng tầm khoảng 500 nghìn đồng nha quý vị ơi. Mập mau đi số kia hả đa. Số kia đây được số kia đã con số kia đã con số kia đa. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui các ngày tháng. Số chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh xanh vì em. Chung bước vì yêu, biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối. Gió đêm đưa đồng về trong đêm cô đơn ngủ từ doi. Mẹ quý vị ơi, rồi thăng tự cho đồng ngón tay luôn người ơi. 20 đồng tập phẩm 500k. Rồi ngay gian hàng sát thủ chuột bỏ luôn gái ơi. Rồi chạy thẳng sau chị gái đẹp ơi. Rồi thấy rồi đạt chạy thẳng sau đạt ơi. Rồi bà cô bác mình phía trên 200k tự cho đồng ngón tay luôn quý vị. 20 đồng tập phẩm 500k đúng quý vị ơi. Lên nào. Nè ơi, chạy thẳng cái nè ơi, đang gì bán vé đâu rồi, chạy cái nè ơi luôn nha. Trước mặt đạt ơi, trước mặt đạt ơi, chạy thẳng lên xíu. À đúng rồi. Rồi bà cô bác mình 20.000 đồng tập phẩm 500k nha quý vị. Mama đi số gì hay ra. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Rồi vé ngoài chỗ gửi xe em ơi. Rồi đúng rồi, Trâm ơi, thấy rồi Trâm, chạy thẳng lên trước đi Trâm ơi. Rồi lái sang bên phải, Trâm ơi, lái bên phải. Đúng rồi, thấy rồi. Rồi bà cô bác mình 500k tự cho đồng ngón tay luôn nha. Số kì hay ra, số kì đây, đừng có số kì đây, con số kì đây. Chân núi, rồi ngay dân hàng bắn súng, rồi thấy rồi, trời ơi. Rồi có mình ai mà chúng ta đã xin cái đồng ngón tay đâu có mình ơi. Thế nào, hey. Mà đi số kì ra, con số kì ra. Số kì ra, cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp tục ăn tình, yêu chi cho ta một mình thêm vỡ nát những giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó. Mộng đẹp bỡ ngỡ dịu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Cầu yêu đương muôn đời càng thêm lưu luyến. Một thuở bên người. Số kỳ đa. Đó đó. Rồi cái gian hàng trường bỏ em ơi. Chị gái áo xanh. À đúng rồi. Rồi quý vị ai thân tự đầu ngón tay đi nha quý vị nha. 20 đồng 500k. Lên đồng. Số kỳ này. Ốc kia là giờ số lô. Số kỳ này ai chưa có ghét giờ tay lên. Ốc kia là giờ số lô. Giờ thì ơi quý vị đã tới tại chiếc ghế này rồi. Rồi tại chiếc ghế của ban tổ chức rồi. Quý vị thương cho em thương cho tất cả anh em nghệ sĩ thương cho bộ đoàn. Quý vị ủng hộ một hai tại là bé cho nó vui. Mình đi chơi hội chợ mình rồi không lo phục vụ quý vị. Không bà ta từng nói không đi hội chợ thì thôi. Mà hãy đi hội chợ nhớ mang và về. Chứ bà ta đừng có lấy câu không đi hội chợ thì thôi. Mà hãy đi hội chợ đứng thôi rồi về thì tội nghiệp em lắm quý vị. Ở bên trên có được bộ trang phục đẹp cũng nhờ vào dụng tại là bé đô tô quý vị. Ủng hộ cho ông đoàn. Bởi vì đến đây ngồi khoan việc tội nghiệp cho em lắm luôn quý vị ha. Ngay từ bây giờ quý vị họ tên học góc tên nhà ủng hộ 20.000 đồng một tờ lá vé cho nó vui quý vị. Ai đứng đây giơ tay lên cho quý vị. Đặc biệt hôm nay ban tổ chức có tăng cường ảo thuật gia phải không anh? Đúng rồi, ảo thuật gia Cao Phi. Ảo thuật gia Cao Phi. Cao Phi trong hình hài Chu Bách Giới nha quý vị nha. Đó quý vị thấy không? Đó ban tổ chức rất là chịu chơi. Hạt yếu tố rất nhiều chi phí. Âm thanh, nhà máy, ca sĩ. Ở ảo thuật gia dân dân và nhân dân và rất nhiều chi phí khác để phục vụ bà con. Nào bà con mình đến đây rồi thì thò tay ngọc phóng tay ngọc vào 20.000 đồng cho nó vui quý vị. Mình ngoài không nó buồn nó chán quý vị. Mua một tờ lá vé, đầu tư một tờ lá vé, có hồi hộp, có chờ đợi, có mấy vui, có mấy thú vị áo sọc. Mua cho em một vé đi anh. Em đang nghĩ rồi em cảm ơn anh. Rồi lát một chiếc lửa anh coi luôn nha. Rồi áo sọc gặp nát rồi em. Rồi quý vị ai tham gia tham dự cho đồng ngón tay cho quý vị ơi. 20.000 đồng tập phẩm 500k quý vị. Số này là con nha.
Kida. Rồi số đi mày. Số gì đây, số gì đây, số gì đây con đá bé gầy. Con số 7, con số 7, con số 7. Số đầu tiên, con số 7 đã mừng gì đây. Nó mừng gì đây. Dạ sao em ơi, ngay chỗ gửi xe em ơi. Gửi xe. Nhà banh, rồi đúng rồi. Nhà banh, rồi gặp cho con số 7 anh chị nha. Số 7, số đầu tiên. Số 7, số đầu tiên. Và con mình gò số tiếp. Năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây. Tiếng đàn ta hello. 54 Số đầu tiên, số 7. Số thứ hai, 54. Và con mình gạch gạch vô. 54, 54. Rồi số kia ra. Rồi gạch cho tôi quý vị ơi. Số 7, 54 cho quý vị. 54, 54. Rồi số kia ra. Số kia ra. Hai gì đây con, hai gì đây. Hai gì đây. 21 con 21 rồi số gì ra. Ba gì đây con 35 35 con 35 35 năm gì đây tiếng em hát tuổi đồ vui gái trai tên của nàng là lớn chim sơn ca. 53 bốn gì đây gió lùa hoàng hôn. Hai gì nữa? Một bạn tình phai. 22 Ba gì đây? Nàng lưu kim đến 39 39 Số gì đó, số gì đó. Số gì đó, số gì đó. Ngay gì đó, hai gì đó, ngay gì đó. Nàng thông như tim ngân tình về đây. Nàng sắp đôi tình nồi. Nhưng tay trong tay giấc hiệu của nhà bước chân như tiệm. Và hát câu câu nhà tình lắm bá đà. 23 Nhắc chung 23 cái gì ơi. 23 đặng trăm ca. Sẽ về tay, ải tay. Ai số gì đó, hai gì đó, ngay gì đó. Ai đi châu đâu kể lại núi sông. 28 Năm gì đây năm gì đây không có gì hết một mình. 59 Năm gì nữa nhậu lai sai. 52 là ghé cờ hơn thích vô dừng xe. 52 đọc dài và con mình vui lòng đừng xé bỏ tờ lá vé để Lâm Đăng Nghĩa kiểm tra tờ lá vé có hợp lệ hay không và con mình nha. Chắc cái gì mà cái việc tập vào buổi sáng kệ không có đâu nó quen quá rồi. Nhân nhầm lời đúng chung lời. 52 với người kêu vào. Có 1 44 Có 2 35 Có 3 22 Hợp lệ. À cái biết thì mình nhầm bóng xúc là chủ nhà hàng thứ 9. 22, 35, 44, 52 Hợp lệ 500k. Rồi quay. Cái đó quý vị khán giả giữ lại. Một chút xíu nữa sau đó chúng tôi sẽ thông báo tặng phẩm. Lá vé đó là quý vị đang giữ lại tặng phẩm tạm thời là 500.000 đồng. Chút xíu nữa Hải sẽ thông báo có thể 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Kính thưa quý vị, tùy theo số lượng khán giả mình đón nhận. Và tiện đây cho phép Hải cũng thông báo đến quý vị khán giả cũng thông cảm cho những người làm nghệ thuật ở ngoài trời. Rất là khó khăn quý vị, mùa mưa cũng tới rồi. Dạ. Nếu như quý vị khán giả mình đến sân khấu chúng tôi hàng đêm thì chiều tới mà 6 giờ, 5 giờ rưỡi mà ban ngày có mưa. Chiều quý vị thấy những cây đèn này. Mười mấy người số kỳ ra, số kỳ ra. Số kỳ ra con số 3. Con số 3. Rồi phía trước còn bạn ghế nhiều lắm quý vị ơi. Số kỳ ra Mười kỳ ra. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Tay vàng lên giá hai đứa mình xa nhau. Con mười sáu Số kỳ ra. Anh chàng về chẳng nhớ em chăng. Em về em nhớ hàm răng chàng tôi. Con số mười. Một con đâu còn một con vô đùi cháo. Cái thiệt là quá tào lao. 26 Bởi gì ra, bởi gì đây. Giờ em đã là vợ người ta. Ôi
áo trắng thì tôi cầm hoa, nhấp tung tóe thành tiếng hò ca. Vài ba đi lên lắc lượt, lắc lượt, lắc lượt. Con mười tư, con mười tư, con mười tư. Làm gì đây, làm gì đây? Giờ từ từ đừng giờ lên quân. Làm mười chín, làm mười chín, làm mười chín. Là dễ cờ gờ. Năm mươi chín là con chàng đẹp trai đọc dạy. 59. Rồi em chào anh. Nhầm loại 199, nhầm loại đúng ký hiệu. 59 nhiều điểm qua. 59 có 1. 26. 26 có 2. Số 10. Số 10 có 3. Và con số cuối cùng số 8. Số 8 có đủ. Số 8, 10, 26, 59. Và con nào một chút xíu nữa ngon, và con mình mạnh dạng để bên trang kiểm tra lại tàu rồi. Còn con ban đứng vị để tạo sự minh bạch, sự công khai, cũng như sự công bằng giữa người chơi và ban tổ chức. Ban tổ chức sân khấu ca nhạc Điêu Sài Gòn luôn luôn lấy chữ tính, luôn luôn lấy uy tín làm đầu, lấy cái tâm, lấy chữ đức làm đầu, quý vị làm ăn luôn luôn sòng phẳng cho quý vị nhá. Rồi xin mời một cô bác mình đến được tàu vé quý vị ơi. Và hiện tại lúc này thì ban tổ chức của chúng tôi đã ghi nhận nghệ sĩ Zip Cao Phi đã có mặt tại sân khấu rồi quý vị. Anh lát ở đây quý vị sẽ tham gia chương trình Lotto Show rồi quý vị thưởng thức bàn tay vàng trong làng biến hóa quý vị nhá. Nghệ sĩ Zip Cao Phi